Xin chào các em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng học về các loại quả nhé. Quả ổi. Quả ổi. Quả cóc. Quả cóc. Quả vải. Quả vải. Quả nhãn. Quả nhãn. Quả chôm chôm. Quả chôm chôm. Quả bơ. Quả bơ. Quả xoài. Quả xoài. Quả thanh long. Quả thanh long. Quả dâu tây. Quả dâu tây. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm. Quả sơ ri. Quả sơ ri. Quả sầu riêng. Quả sầu riêng. Quả anh đào. Quả anh đào. Quả khế. Quả khế. Quả mít. Quả mít. Quả vũ sữa. Quả vũ sữa. Quả me. Quả me. Quả bòn bon. Quả bòn bon. Quả hồng bì. Quả hồng bì. Quả sấu. Quả sấu. Quả lựu. Quả lựu. Quả kiwi. Quả kiwi. Quả đu đủ. Quả đu đủ. Quả táo ta. Quả táo ta. Quả dâu da xoan. Quả dâu da xoan. Quả dâu da đất. Quả dâu da đất. Quả nhót. Quả nhót. Quả sung. Quả sung.